Nhìn thế giới qua lăng kính khác. Chào các bạn, tôi là Thảo Ngọc Review. Hôm nay không nói gì nhiều, chúng ta tiếp tục bộ phim nổi tiếng một thời nhưng qua nhiều năm, độ hot vẫn không suy giảm. Kỳ ảo, hài hước, Cấm thư ma thuật Index mùa 1 tập 4, năng lực nhớ hoàn toàn. Đầu tiên, ở tập trước, nam chính của chúng ta, Toma, dưới sự giúp đỡ của chủ nhiệm đã thông qua phép thuật giải cứu thành công Index. Sau đó, từ Index tỉnh táo lại, Toma cũng hiểu đa phần về quá khứ của Index. Cô gái này cũng thật thảm thương, một năm trước mất trí nhớ, lại bị kẻ thù truy giết, đành phải một mình tha phương, cho tới khi gặp Toma mới xem là ổn định. Sau này, cô chủ nhiệm giữ Index ở lại nhà, có Toma bên cạnh, Index cũng được trải qua 2 ngày thoải mái. Nhưng chưa được mấy ngày, trên đường dẫn Index đi tắm hơi, hai người vì một vài chuyện nhỏ mà tạm thời đường ai nấy đi. Tệ khi Toma nhận ra, bên cạnh đã chẳng còn ai. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Tạo ra cảnh tượng thế này chính là người phụ nữ luôn ẩn nấp trong bóng tối, rồi lén lút quan sát Index và Toma. Lúc này, cả con phố thương mại đã bị người phụ nữ bí ẩn này dán đầy bùa chú. Lúc đầu tôi còn chê bai bùa quảng cáo của Alistair, giờ ít nhiều cũng cảm thấy day dứt. Nhìn lần này thì là thật, đây chẳng phải là lá bài 5 sao à? Đúng là giáo hội ma quái, kim tử rơi quảng cáo. Có câu, làm người thì phải biết nương tay để sau này còn cơ hội gặp lại. Dựa theo nguyên tắc xử lý, lễ trước binh sau, cô gái chân dài ăn mặc hở hang này vừa xuất hiện đã giới thiệu tên tuổi. Cô ta tên là Toko, cái tên này là tên thật của cô ta. Cô ta báo tên tuổi là mục đích lần này của cô ta là tìm Toma để đòi người, chứ không phải báo tên nghệ danh. Tìm Toma để đánh nhau, mặc dù cô ta không đánh nhau với Toma. Toko cũng khá lịch sự, nhưng để chứng minh năng lực của mình, Toko vẫn một dao chém gãy cánh quạt điện phía sau Toma. Toi rồi, Toma nhìn, đây mà gọi là không muốn đánh nhau à? Rõ ràng là đang uy hiếp Toma. Toma không thích bị đe dọa, cậu định bảo vệ Index dùng cánh tay của mình đấu với cô gái này. Nhưng không ngờ được, phía Toko đã biết trước điều này và đề phòng từ trước. Cô ta tạo một lớp giáp làm từ sợi thép bao bọc lấy mình. Toko chưa cả làm sao, Toma đã ngã nhào xuống, tay phải của cậu chẳng phải có thể vô hiệu hóa mọi phép thuật sao? Toko dựa vào vật lý, thiếu đạo đức tấn công Toma, một cú đá chân phải, một cú húc bên trái, động tác chuyên nghiệp. Nếu nói Toma không hề sợ hãi phép thuật, nhưng đối mặt với sự tấn công của vật lý thuần túy thì đúng là khốn nạn thật sự. Cậu chỉ là một kẻ vô dụng, Toma nhanh chóng bị đè xuống đất, cọ sát với đường. Lúc này, Toko sắp sửa kết liễu Toma, Toma bèn giơ tay đầu hàng, ý là võ lâm phải sĩ hỏa vi quý. À, không đúng. Ý là từ kiếm pháp của cô, tôi nhìn ra cô là người tốt, nhưng tại sao cô nhất định phải đuổi theo, không chịu buông tha Index, còn dùng dao chém cô ấy? Index đã bị các người hãm hại đến nỗi mất đi ký ức, vẫn còn truy giết thì hơi quá đáng rồi đấy. Được lắm, biết đánh không được, bèn dở võ mồm, Toma mồm mép vụng về, thế là Toko bị Toma đánh lạc hướng và bị cảm hóa, tẩy não 60%. Thật ra, không phải do Toma nói quá hay, mà do Toko cũng có nỗi khổ riêng. Thì ra, chân tướng sự việc chính là nhóm hai người dán tờ rơi này, Toko và Alistair, ở cùng một tổ chức với Index, quan hệ giữa họ khá tốt. Trước đó, Toko chém Index một dao là bởi vì cô biết Index có áo giáp phòng ngự tuyệt đối nên mới ra tay, nhưng ai ngờ phòng ngự tuyệt đối lại bị Toma phá hủy. Toko thà rằng chĩa dao về phía đồng đội của mình cũng phải dẫn Index về, là bởi vì muốn cứu mạng cô. Phía trước, chúng ta đã nói qua, Index có bộ nhớ hoàn hảo, ưu điểm là nhìn một lần là nhớ, còn khuyết điểm cũng là nhớ dai nhớ bền. Ai cũng biết, dung lượng của bộ não con người vốn rất ít ỏi, nhưng bộ nhớ của Index là bị cưỡng ép ghi nhớ hơn 103.000 quyển sách ma thuật, trí nhớ chỉ còn lại 50%, mà 50% còn lại này cũng sẽ bị đủ các loại ký ức vô nghĩa lấp đầy. Ví dụ như khuôn mặt của con người qua đường, mỗi một chiếc lá rơi, thậm chí là hình dạng của mỗi một hạt mưa, giống như bộ nhớ trong vậy. Cho dù là ổ cứng ở trạng thái rắn cũng sẽ nhanh chóng bị lấp đầy. Thế nên, mỗi một năm, Index sẽ bị quét dọn ký ức một lần, chỉ để lại ký ức về sách ma thuật. Đồng nghiệp như Toko cũng sẽ bị Index lãng quên. Cứ như thế, thời gian quét dọn ký ức lần tới vừa hay là 3 ngày sau. Đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Người bạn tốt của mình, một giây trước còn coi là bạn bè thân thiết cả đời, một giây sau bèn bị người khác thiết lập, lãng quên bạn. Nhưng kẻ tội đồ khiến Index quên đi ký ức về cô lại chính là cô. Lý do là nếu không giúp Index quét dọn ký ức, cô ấy sẽ chết. Đợi cô ấy tỉnh lại, bạn đã trở thành người xa lạ với cô ấy hoặc trở thành kẻ thù, đổi lại là bất cứ ai.
trong lòng cũng đều cảm thấy khó chịu, nhưng về cách xử lý index, Thomas lại có một suy nghĩ khác. Tức là, các người dựa vào cái gì mà thay index làm chủ cuộc đời của cô ấy? Nếu đã có siêu năng lực thì dùng sức mạnh này để bảo vệ index là được rồi còn gì? Tại sao lại coi trọng sách ma thuật đến thế? Ôi, đoạn đối thoại giữa hai người này làm tôi xem mê cả ra. Thật ra hai người đứng trên hai lập trường của mình đều nói không sai, nhưng logic có đôi chút hơi lạc đề. Tôi tổng kết lại, đây khác gì cuộc thi biện luận là ai đã giết tôi và tôi đã giết ai. May mà Thomas bất tỉnh, cuộc trò chuyện nhóm mới kết thúc. Nếu không tôi chịu hết nổi rồi, hại não quá, đau hết cả đầu. Cảnh quay khác, Thomas tỉnh dậy là chuyện của 3 ngày sau. Hay lắm, vốn dĩ đã không đủ thời gian mà còn ngủ kỹ thế. Thời gian cuối cùng của Index sắp đến, chỉ còn lại 12 tiếng nữa. Mặc dù Thomas rất sốt ruột, nhưng Index lại tỏ vẻ thản nhiên như không. Hay cô ấy đang tự trách bản thân không kịp thời phát hiện Thomas bị thương. Để bù đắp cho vết thương của Index vì bảo vệ mình, Index đã chủ động công việc chăm sóc Thomas. Nhưng mà... Hãy cho tôi xin ít thời gian để tôi cân nhắc đã. Trời ạ, tại sao? Không có khẩu vị. Được rồi, nhìn tư thế cầm đũa của cậu, người biết rõ thì tưởng cô định bón cơm cho Thomas. Người không biết thì lại tưởng cô định đâm Thomas một nhát. Cái bát này cũng có suy nghĩ riêng của mình. Khổ thế không biết. Dù gì đi chăng nữa, cho dù hai người này có định khoe IQ, bón cẩu lương, cô chủ nhiệm dẫn người về nhà, hai người này lại là nhóm hai người phát tờ rơi. Cô chủ nhiệm cũng không biết, Toko và Alistair nhìn như bạn thân của Index, bây giờ đã trở thành kẻ địch rồi. Index đối diện với hai người họ, mặc dù nó có thể giống trước đây, quay người bỏ đi. Nhưng lần này có cái đuôi Thomas đang bị thương, không thể chuẩn đi cho xong chuyện. Bất lực, Index bèn chắn trước mặt Thomas. Được rồi, kỳ này đến đây nhé. Tương lai của Index sẽ ra sao? Bộ nhớ của cô, bỏ đi ổ C, những ký ức khác có bị lập trình lại? Tôi là Thảo Ngọc Review, muốn biết tập sau thế nào, hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Và nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của chúng mình để cùng đón xem thật nhiều video thú vị và hấp dẫn khác sắp tới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.